Xin chào các bạn. Nếu các bạn đã thấy chăm sóc sức khỏe chủ động là một cái xu thế, là một cái nghề đáng để mình theo đuổi, thì yếu tố đầu tiên Thành chia sẻ với mọi người là chúng ta phải có cái tư duy, phải có định hướng rất là đúng đắn trước khi ta bước chân vào cái nghề này. Vì có rất là nhiều người làm nghề chăm sóc sức khỏe, chúng ta đã bị thất bại, chúng ta đã phá sản, nhưng có rất là nhiều người người ta thành công. Vậy lý do gì để Thành trên 15 theo đuổi, và có thể mình theo đuổi cái nghề này là một cái sự nghiệp cả đời của mình luôn? Thì đầu tiên Thành phải nói là phải có một cái tư duy định hướng rất là rõ ràng. Chúng ta phải có tối thiểu 4 quan điểm như sau. Quan điểm đầu tiên, chúng ta phải xác định chăm sóc sức khỏe là một nghề mà chúng ta làm ăn lâu dài. Có rất là nhiều người vào nghề chăm sóc sức khỏe này thôi, chúng ta bán hàng online, chúng ta cứ bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe thôi, chúng ta cứ nhập về chúng ta bán thôi, chúng ta coi như đây là một mảnh đất màu mỡ để ta hốt tiền nhanh. Nhưng mà với Thành, để chúng ta có thể thành công được, chúng ta phải coi cái nghề này là một cái nghề chúng ta làm ăn lâu dài. Chúng ta phải gì ạ, nuôi chúng ta cả đời luôn. Chúng ta phải trải qua ngày, trải qua tháng, chứ không phải là một cái cơ hội làm giàu rất là nhanh. Vì nếu chúng ta định hướng cái nghề này là cái nghề để chúng ta live stream bán những hàng phẩm chăm sóc sức khỏe thật là nhanh, rồi chúng ta lại bán hàng này, chúng ta lại bán hàng kia, thì không thể được. Nên đầu tiên Thành muốn nói với mọi người là phải coi chăm sóc sức khỏe là một cái nghề chúng ta phải trải qua cái thời gian đủ dài thì ta mới thành công được. Cái điều số 2, phải xác định luôn mình phải trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Và nói về chuyên gia thì nó cũng khá là lớn, nhưng ít nhất mình phải thực sự giỏi. Mình giỏi về sản phẩm của mình giỏi về cơ thể, mình giỏi về các chất, mình giỏi về giải pháp. Trong ngành nào cũng vậy, chứ không phải là anh chị vào chỉ tung hô, anh chị xây dựng team lên, anh chị mở sản phẩm dịch vụ ra. Chúng ta phải xác định mình phải thực sự giỏi. Đâm ra chúng ta ham học hỏi hơn, chúng ta thay đổi chúng ta liên tục. Ở cái yếu tố số 3, chúng ta phải xác định được mình làm vì cộng đồng, vì khách hàng, vì sức khỏe của người khác. Có rất là nhiều người bán sản phẩm lấy được, tư vấn sản phẩm lấy được, tư vấn dịch vụ lấy được, chữa bệnh lấy được. Nhưng với Thành, mình phải đặt khách hàng của mình lên trên. Vì chúng ta không như các bác sĩ, nhưng chúng ta cũng là người tác động trực tiếp từ bữa ăn, từ cách sống, từ cách sinh hoạt, từ những thực phẩm chức năng nhỏ thay đổi lối sống của họ. Mà chúng ta chỉ đặt tiền tiền là không được. Nên là cái tâm của chúng ta phải đặt cộng đồng, chúng ta phải chia sẻ đúng, chúng ta phải đặt cái gì ạ? Cái chất lượng lên hàng đầu. Chúng ta phải chọn những cái sản phẩm tốt nhất cho khách hàng, chọn những cái dịch vụ kết quả nhanh nhất mà an toàn nhất mà lại tiết kiệm nhất, là yếu tố số 3. Và cái thứ tư, chúng ta phải là người sẵn sàng học hỏi và thay đổi, cập nhật liên tục cái mới. Có rất là nhiều các bạn bước chân vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chúng ta không có chịu học hỏi, chúng ta không có chịu tìm kiếm, chúng ta không có chịu nghiên cứu nha. Thì đây là bốn yếu tố trong cái tư duy và hoạch định đúng. Chúng ta cần phải trang bị cho mình từ kiến thức, từ công cụ, từ tư tưởng, từ cái tâm của mình sáng, và chuẩn bị cho mình một cái tinh thần thép, một cái thời gian đủ dài, thì Thành nghĩ chúng ta mới đủ thành công lớn để đặt chân vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ạ.